Giới thiệu bác một cái thanh mới bác nhé. Đây là thanh thanh vặn tự động của Facom các bạn. Mã của nó là XSL.171. Đây là mã đặt hàng nó là 429306.0100. Cái này là của Facom, xuất xứ của Pháp các bác nhé. Đầu vặn 1/2 inch. Tôi đã dùng rồi, tôi vẫn phải cất nó rất là cẩn thận nha bác ạ. Wow, đây bác này. Nhìn bề ngoài sơ bộ thì tạo sản phẩm này không để dùng nữa các bác ạ. Vì sao? Vì nó quá đẳng cấp. Từ những chất mạ thép rồi Facom logo. Gần như bác Facom này hãng này nó sản xuất ra sản phẩm đôi lúc là chỉ để ngắm chứ chưa dám dùng đâu. Tôi dùng tôi cũng phải lăn tăn lắm nhưng mà thực sự nó quá tuyệt vời các bạn. Để tôi giới thiệu các bác về tính năng của nó thôi nhé. Về cơ bản thì cái này chắc là các bác nào cũng biết rồi, chỉ có mỗi là sơ qua các bác nhìn thấy nó chất lượng như nào thôi. Đấy, vì bề ngoài thì ok rồi đúng không các bác? Đây là đầu vuông 1/2 inch. Nhiều bác hiểu là không hiểu cái đầu nó như thế nào để dùng cho nó khẩu, nhưng mà cái đầu này thì nó tiêu chuẩn rồi các bác nhé. 3/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1 inch đến 1/1/2 inch và đến 2/1/2 inch, thì cái này thì nó là tiêu chuẩn rồi. Đấy, cái đầu nào cùng 1/2 thì lắp vào đây đấy, còn đầu bên bên cạnh thì nó sẽ là đầu để vặn ra cái khẩu, thế là xong thôi, không có gì cả. Để với cái thằng hãng Facom này thì nó có một cái giữ, có nghĩa là khi lắp cái khẩu vào ấy là nó giữ sẽ không làm cho cái khẩu rơi nữa. Muốn tuốt cái khẩu ra thì bằng cách là ấn cái nút này vào này. Đó, ấn để lấy cái khẩu ra, ấn để lấy khẩu ra. Đó, hiểu chưa? Đây đây là cái chức năng đảo chiều quay. Đây ví dụ để như này, là các bác có thể đây này, đây là vặn vào nhé. Đó, nó chỉ một chiều thôi, muốn đảo chiều đây đây. Đó, thấy chưa? Đảo lại này, lại vào này, ra này. Cái loại này là theo tôi được biết, tôi đã nhìn trước đó thì nó có 72 răng thôi nhé. Tôi nhìn trên website cơ, thì của nước ngoài thấy 72 răng. Cái số răng trong này các bạn là càng nhiều răng thì cái lực vặn của nó lại càng nhanh, có nghĩa là cái góc quay của nó lại càng nhanh đây. Đấy, ví dụ như này, anh nhìn thấy không ạ? Như thế này, tạch cái một răng, tạch cái một răng, tạch cái một răng này. Thì cái hành trình quay của nó càng nhỏ, ví dụ như là 36 răng người ta phải quay đến tầm này mới được một răng này. Thế nhưng mà cái Facom nằm 72 răng nó rất nhanh nhỉ. Đấy, đó, đó, 72 chia cho 360 độ thì mỗi độ 72 chia ra 60 độ, có nghĩa là mỗi độ đã được hai răng rồi đó. Do vậy là cái hành trình quay của góc hẹp của nó rất quan trọng các bác nhé, thì cái Facom mới làm 72 răng. Sản phẩm nó đã tuyệt vời rồi, nó còn làm cái chất liệu răng này, vì cái răng này nó càng nhỏ nó lại rất là quan trọng, vì răng nhỏ thì liên quan đến lực vặn, lực siết. Nhưng Facom thì nó làm chất lượng thì tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn là không thành vấn đề. Đó. Thì trong quá trình làm việc lâu dài rồi thì các bác chỉ cần nhỏ ít dầu vào đây là xong. Nhỏ mấy cái vào cái núm này để cho nó ngấm dầu vào trong cái bánh răng ở trong này để cho nó bền hơn các bác nhé. Hiện tại khi sản phẩm mới người ta đã có rồi đấy. Đấy, về tính năng thứ hai nữa là gập góc các bác này. Đó. Có nghĩa là vị trí như thế này có thể vặn được. Đó, nó hơi sâu vào như thế này có thể vặn được này. Nhìn thấy không ạ? Gập góc này. Đó. Gập 180 độ được. Nó nhìn thấy không ạ? Đó. Đấy, gập được. Gập thì cũng có thể vặn được bình thường. Được chưa ạ? Và cái chiều dài của nó có thể thay đổi bao nhiêu này, đây. Bấm này, bấm này, bấm này. Wow. Đấy. Chiều dài nó thay đổi các bạn, nó thay đổi từ chiều dài bao nhiêu ạ? Để xem. Nó thay đổi từ bình thường là 304 304 và lên 437,
Có nghĩa là như này bác này. Như này là chiều dài là 304 mm. Em muốn chiều dài hơn là 437. Đấy, gần nửa mét các bạn. Có thể gập được nữa này. Gập này. Wow. Vặn này thì không phải nghĩ rồi các bạn. Nhìn thấy chưa? Bóp này, chỉ cần bóp nó vào thôi các bạn nhé. Bóp nó vào. Bóp có điều chỉnh bất kỳ được. Đấy. Nó từng khớp này, từng khớp bi một này để điều chỉnh cái chiều dài làm sao cho phù hợp với cái công việc của mình nhất. Đó, đó thực sự là sản phẩm mà sinh ra người ta làm ra không phải để dùng nữa bác ạ. Quá tuyệt vời, tay nắm thì bằng nhựa rồi, chống trượt rồi. Nóng lắm nhưng mà tay cầm thì vẫn không trơn được đâu bác nhé. Đấy, pha con. Wow. Ok, sản phẩm tôi các bác thấy hay thì sẽ comment nếu mua ở đâu, chất lượng như nào, thì có ý kiến gì thì phản hồi qua kênh của tôi sẽ hỗ trợ giải đáp qua bác như thế nào đó bác nhé. Tất cả các thông tin mà các bác cần hỗ trợ cứ comment ở dưới thì tôi sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của tôi, hẹn các bác vào những cái sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.